Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bài học Chu Ngọc Anh và triết lý tham nhũng của lãnh đạo Việt Nam Đại án Việt Á đã kết thúc giai đoạn điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra để chuyển cho Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố Hai cựu ủy viên Trung ương, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh là hai lãnh đạo cao cấp nhất trong vụ Việt Á Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hai kẻ này chỉ là hai con chuột nhất trong một bảy lãnh đạo tham nhũng tầm cỡ khủng long. Trước khi vụ Việt Á bị phát giác và bị khởi tố, cái tên của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ít được dư luận quan tâm vì đây là bộ nhỏ. Chỉ đến cuối năm 2020, trước đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái tên Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội mới được dư luận quan tâm. Song có lẽ nhờ tấm hình cười nịnh của ngài Chu với cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã khiến cho Chu Chủ tịch Nổi tiếng như cồn Đó là nụ cười nịnh thuộc hạng Có một không hai Khó kiếm, hiếm tìm Nhà văn Nguyễn Quang Lập Tức Bọ Lập gọi cái từ Hơi tục là nụ cười Hít đít châu Nói ra điều này cũng bởi những người quen biết Với ngài Chu tin rằng Nhờ cái nụ cười hít đít châu đó Mà Chu Ngọc Anh thăng tiến Và thành đạt Chu Ngọc Anh Và nụ cười để đời Nhắc đến Chu Ngọc Anh thì ông này có liên quan đến vụ Việt Á đã bị khởi tố, bị can và khám xét nơi ở với tội danh là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Chu cũng đã nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt, vậy mà bộ trưởng này vẫn không bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông chỉ bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong dự án về đề tài khoa học ma và bộ khoa học và công nghệ giao cho Học viện Quân y chủ trì, nghiên cứu và sản xuất, nhưng không phải làm bất cứ điều gì. Ngoài việc nói phép một tấc đến rời, tôi hưởng chọn 18,9 tỷ mà chia nhau. Lý lịch trích ngang trong hồ sơ cán bộ, ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ. Ông Anh vốn là người thuộc phe Hà Nội của ông Tổng Bí thư, và được ông Trọng hết sức yêu ái. Được biết, trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phe Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh là các phe cùng với Bắc Kinh ủng hộ ông Tổng Bí Thư vô điều kiện. Đó là lý do vì sao các thành viên của các phe đó rất ít, thậm chí là không bị kỷ luật, nếu bắt buộc thì sẽ tìm mọi cách mà giảm nhẹ tội. Và đó cũng là lý do vì sao Bộ trưởng Trung Ngọc Anh mặc dù đã nhận tới 200.000 đô la trực tiếp từ Phan Quốc Việt tại phòng lập việc của bộ trưởng ở trụ sở của bộ khoa học và công nghệ mà ông chu vẫn không bị truy tố tội nhận hối lộ trở lại giai thoại về nụ cười hít đít trầu do trời ban móng chu ngọc anh từng tuyên bố tôi mà cười cứ ẩn định với, với đứa nào là chắc chắn đứa đó siêu lòng nụ cười này đã trở thành một thứ vũ khí lợi hại giúp cho cuộc đời của chu ngọc anh thăng tiến như diều gặp gió từ một cán bộ của ngành bưu điện nhờ có nụ cười làm bảo bối, Chu Ngọc Anh leo dần đến chức vụ tít cao mà ít người dám mơ ước. Biệt thự hàng trăm tỷ đồng của Chu Ngọc Anh tại Hà Nội. Chuyện trên mặt Chu Ngọc Anh có nhiều nốt ruồi. Người Hà Nội thường đàm tiếu rằng cứ mỗi lần họ Chu được thăng lên một chức vụ quan trọng thì ông trời đã đánh dấu lên mặt ông Chu một cái nốt ruồi để nhắc lở nhão Chu ăn ở cho phải đức ăn cắp của dân vừa phải thôi để dân còn thở. Bởi vì chỉ mới ngồi ghế bộ trưởng một khóa đại hội 12 mà Trung Ngọc Anh đã tạo được một căn biệt thự rất khủng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Và đó mới chỉ là bề nổi, bề chìm còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Theo Thời báo Dân trí khi bị khởi tố và khám xét nơi ở, công chúng bị tá hỏa về tài sản của thị trường Hà Nội lúc đó. Đó là một căn biệt thự đặc biệt nằm trong khu đô thị Vinhomes ở quận Nam Tử Liêm, Hà Nội. Giới buôn bán bất động sản ước tính giá trị căn biệt thự này hiện nay vào khoảng từ 80 đến 100 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi, Chu thị trưởng lấy đâu ra tiền để mua và đã kê khai tài sản theo quy định của Bộ Chính trị hay chưa? Một bất động sản khổng lồ như thế với mức lương của thị trưởng chỉ khoảng 18 triệu 500 ngàn đồng mỗi tháng thì tiền có được chắc lại do chạy xe ôm hay buồn trổi đót. Chu Ngọc Anh và ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng Phạm là con người thì lòng tham vô đáy, vẫn theo chuyện phiếm quán nước về hè Hà Nội. Chu Ngọc Anh thường phàn nàn với vợ rằng ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là một bộ nhỏ màu mẻ ít, chẳng bỏ. Nghe vậy, vợ họ Chu bảo ông giỏi nịnh sao không thu xếp đến thăm cụ Tổng. Còn cái ghế của Trung Con, tức là Nguyễn Đức Trung, đang trống tại thời điểm đó nhanh chân kẻo thẳng khác nó ấm mật nhưng xui xẻo cho cả hai vợ chồng nhà Chu Ngọc Anh, ghế chủ tịch Hà Nội là cái ghế có rớp, ai ngồi vào đó đều là chưa nóng đít, đã phải vào tù. Vào tháng 9 năm 2020, sau khi Trung Con nhập kho, người ta thấy Chu Ngọc Anh chiếm trệ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Hà Nội. Nghe nói sau đó trên mặt họ Chu mọc thêm cái nốt ruồi son cạnh khóe mắt phải. Có lần Chu chủ tịch đi ăn tiệm, tiệp có người nhắc, nhà bác này coi chừng nốt ruồi đó xấu lắm, đi tù như bỡn. Lúc đó có ông khách ngồi bản bên ngứa mộp nói luôn, làm đánh đạo bây giờ lấy đâu ra thẳng tốt, cứ vơ vét ăn cắp của dân, rồi đen thì chịu, đỏ thì quên đi. Học tập họ chu, quan chức cứ làm cú tham nhũng 4.000 tỷ đồng, rồi xin tự thú nộp lại 3.000 tỷ cho bác Trọng, tiền còn lại chạy án giảm tội xong cũng dư ra dăm 300 tỷ, đi tù 3-4 năm rồi về, hưởng thụ 5-7 đời ăn cũng không hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bài học Chu Ngọc Anh và triết lý tham nhũng của lãnh đạo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin chống tham nhũng và tham nhũng quyền lực của tổng bí thư lợi bất cập hại lâu nay vấn đề tham nhũng trong bộ máy đảng và nhà nước của việt nam là một vấn đề rất nhức nhối đang có những dấu hiệu mất kiểm soát tình hình tình trạng quan chức công chức viên chức ăn không trừ một thứ gì của dân như lời phó chủ tịch nước nguyễn thị doan công khai phát biểu nó là sự thật nhiều người cứ đổ lỗi tại sao và lý do từ đâu. Do lục lương không đủ sống, nhưng qua phiên tòa chuyến bay giải cứu đã cho thấy, để giảm nhẹ án, tất cả các quan tham khắc phục hậu quả nhanh như chớp. Như Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nộp lại tiền khắc phục hậu quả hàng chục tỷ đồng, 1,8 triệu đô la, vẫn còn dư 200.000 đô la và 146 cây vàng. Với mức lương của tướng Tuấn thì chỉ khoảng 15 triệu mỗi tháng thì không cần hỏi tiền đâu ra mà lắm thế và câu trả lời là do tham nhũng mà ra. Tư tưởng chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Tham nhũng không chỉ là hành vi ăn cắp tài sản nhà nước để mà trục lợi. Loại tham nhũng tệ hại nhất đó là tham nhũng quyền lực. Ví dụ lợi dụng quyền lực cá nhân để đưa người thân, bạn bè hay nhận tiền để đưa người có nhu cầu ngồi vào các vị trí dễ kiếm tiền nhiều quyền lực để mà trục lợi hình như vậy rõ ràng không trực tiếp lấy cắp tiền của nhà nước được gọi là tham nhũng quyền lực đây là điều phổ biến của các quan chức lãnh đạo việt nam hiện nay điều này rất khó bị phát hiện và cách thức tham nhũng thì muôn hình vạn trạng như lãnh đạo lạm dụng vận dụng một cách sai trái các quyền hợp pháp theo luật định hoặc điều lệ đảng Tự cho mình mở rộng quyền lực nhằm thỏa mãn lợi ích bất hợp pháp, để mà thỏa loãn quyền lực nhằm duy trì quyền lực lâu dài hay để có quyền lực lớn hơn nữa. Đó chính là lý do vì sao trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước đã có rất nhiều cá nhân không xứng đáng, không đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhưng lại chiếm giữ nhiều công vị, nhiều vị trí rất quan trọng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là điển hình về tham nhũng quyền lực. Mồm thế nói cương quyết không đưa vào ban chấp hành trung ương những người có biểu hiện tham nhũng. Vậy ai là người đã đưa bọn sâu dân mọt nước lên tới hàng chục ngàn người vào các ghế lãnh đạo thể hiện qua các nhiệm kỳ của công cuộc chống tham nhũng mà chính ông là người đứng đầu lãnh đạo và chịu trách nhiệm. Hỏi cũng là câu trả lời, chuyện lớn và tài đình như thế kia, ai cũng biết cả. Nói chuyện tham nhũng, quyền lực nho nhỏ của tổng bí thư, để thấy rõ tầm càn. Ông Bùi Nhật Quang, nguyên chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nêu một ví dụ nhỏ về con đường thăng quan tiến chức của ông quan trẻ Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung Đảng tuổi 46 kiêm phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương là người đỡ ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dìu dắt. Được biết Bùi Nhật Quang là con trai cố giáo sư Bùi Huy Khoát là bạn cũ của ông Tổng Bí Thư Hội đồng Lý luận Trung ương. Khả năng thăng quan của Bùi Nhật Quang theo đánh giá vào Bộ Chính trị là rất cao và có thể nắm vai trò lớn trong đảng vì có trình luận lý luận Marxist giống như ông Tổng Bí Thư vậy. Vì sao Quang chẳng tài cán xuất sắc gì, chẳng tư duy đột phá tạo gì mà lại vù vù thăng tiến đến như vậy? rồi đùng một cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật Quang cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, khi đó mới lòi ra bao nhiêu tội trạng. Dẫn chứng thứ hai mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin về cuốn sách Cương quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Đó là một cuốn sách dày tới 526 trang, tổng hợp các bài nói, bài viết về công tác phòng chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều tác giả khác. Để chê sách của ông Tổng Bí Thư mà không đọc là điều hàm hồ, như xem qua loa thì người viết thấy rằng cuốn sách nói về mục đích 4 -0. Cụ thể để cán bộ không thể, không cần, không muốn và không dám tham nhũng. Trước hết cuốn sách về chống tham nhũng của ông Tổng Trọng được phát hành trong bối cảnh công cuộc chống tham nhũng đã và đang thất bại vì nguyên nhân chống tham nhũng đã áp dụng sai sách từ vòng gửi xe. Đó là lý do ở Việt Nam càng chống tham nhũng thì càng tăng, càng nghiêm trọng hơn. Tuyên truyền cho cuốn sách của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Vậy tại sao khi chống tham nhũng đã sai sách, không thành công mà ông Tổng Trọng vẫn cho in sách đến như vậy? Quan trọng sai ở chỗ khi đưa ra luận điểm để cán bộ không thể, không cần, không muốn và không dám tham nhũng thì lẽ ra tổng bí thư phải thượng tôn vai trò của pháp luật điều mà ông hồ chí minh đã nhấn mạnh bằng câu rằng trăm điều phải có thần linh pháp quyền nghĩa là chống tham nhũng phải áp dụng biện pháp theo xu hướng chung của thế giới đó là thượng tôn pháp luật tư pháp độc lập báo chí tự do và các tổ chức xã hội dân sự tham gia giám sát việc chống tham nhũng tổng bí thư là người điều hành cơ quan chống tham nhũng trung ương mà chưa chống tham nhũng đã lo là ta tự đánh ta, đánh chuột thì sợ vỡ bình, rồi cần phải mở đường cho đồng chí của mình rút kinh nghiệm vân vân, rồi mới nhất đây, Bộ Chính trị đã ra thông báo kết luận số 20 TB TV ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật để cứu lãnh đạo tham nhũng. Như thế thì dứt khoát khẳng định không thể được bởi Tổng Trọng thì mồm nói chống tham nhũng không có vùng cấm. Như vậy lại mạng xã hội của Tổng Bí Thư lại đầy rẫy vùng né ra. Đó là chưa kể trong cuốn sách đã thừa nhận tiền lương thu nhập không đủ sống. Vậy cán bộ không cần tham nhũng thì sống bằng gì? Về không muốn tham nhũng thì không dám tham nhũng, nghĩa là họ sợ, bởi đã sợ thì sẽ không dám tham nhũng. Nhưng trên thực tế, kẻ tham nhũng cộng cán, ngoài việc là kẻ có chức, có quyền, lại được chính ông Tổng Bí Thư là người đứng trên tất cả quyền lực trong đảng, dung túng, che chắn, thì việc gì phải sợ ai? Do đó, nhiều ý kiến cho rằng phát hành sách phòng chống tham nhũng chỉ là hình thức nhằm đánh bóng cho tên tuổi của ông Tổng Bí Thư mà thôi. Hơn nữa, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn được hưởng khoản nhận bút kích xù từ việc bán sách vì đố cơ quan nhà nước nào dám không mua sách của ông Tổng Bí Thư. Đấy là một trong muôn vàn bằng chứng về tham nhũng quyền lực của Tổng Bí Thư. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d Quý vị hãy bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d